cảm xúc bây giờ là em rất là vui vì đã trải qua một chặng đường hết sức ý nghĩa. Bản thân em thì đã nhận được rất là nhiều giá trị, nhìn nhận rõ hơn về nghề của mình, con đường mình đã chọn và cách thức mình sẽ triển khai như thế nào để mình thành công hơn nữa trong con đường của mình. Từ việc những giá trị cụ thể như là từ việc xây dựng bộ máy tổ chức này, mô tả công việc cho từng vị trí, sau đó đến quy trình, rồi các mẫu biểu báo cáo, và ngoài các mẫu biểu báo cáo ra thì còn biết cách phân tích các báo cáo ra sao và từ đó tối ưu các chỉ số báo cáo. Trải qua 12 buổi coaching tài chính thì em học được rất nhiều điều từ những cái rất là nhỏ, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp mà mới như doanh nghiệp của em ạ. Thì em biết cách là xây dựng nền tảng, từ cách là xây dựng được quy trình cho đến là làm các mẫu biểu, từ đó là định mức, rồi sau đó là lên báo cáo rồi phân tích ạ. Thực sự là đó là những cái mảnh ghép mà em đang còn thiếu, em đang rất cần. Đó là những như một mảnh ghép để ghép lại cho em để hoàn thiện hơn. Thông qua khóa học này thì em đã học được rất nhiều điều về báo cáo tài chính. Bản thân em là một người một quản trị, tuy nhiên thì từ xưa đến nay mình cũng không quan tâm nhiều đến báo cáo tài chính lắm. Mình hiểu hơn, và khi mà mình hiểu thì cái việc mà mình làm tài chính ấy, hay là mình quản trị cái đội ngũ nó cũng rất là khác. Khi mình hiểu được về tài chính thì cái cách mình đưa ra cái quyết định hay là cái cách mà mình phân tích đánh giá cái vấn đề ấy, nó sát sườn hơn rất là nhiều. Và dường như là tất cả các dự án kinh doanh ấy, thì mình cảm thấy là chắc chắn hơn trong các cái kế hoạch mình đưa ra, với tất cả nó đều liên quan đến đến tiền, liên quan đến con số. Rất cảm ơn thầy đã cho bọn em rất là nhiều những kiến thức, và những kiến thức này thực sự rất là thực tế và có thể giúp cho bọn em tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Như vài buổi học đầu tiên thôi thì em đã bảo thầy đó là tiết kiệm được tới 10 năm để mà mình làm cái doanh nghiệp và đúc rút kinh nghiệm. Còn về tài chính thì rất là nhiều, bởi vì bỏ số tiền học đến ngày hôm nay thì nếu như mà cái số tiền này để mà huấn luyện đội ngũ hay là nên tất cả các quy trình kế toán như này thì có thể tốn rất là nhiều tiền về kinh nghiệm và thời gian. Qua cái khóa học mà 12 buổi đào tạo về xây dựng quy trình, xây dựng hệ thống tài chính kế toán thì em thực sự thì nhận được rất là nhiều những bài học qua cái khóa học này. Thì qua cái khóa học này thì giúp em xây dựng được những cái quy trình bài bản cho bộ phận tài chính kế toán, cũng như là xây dựng được chi tiết, mô tả chi tiết từng cái vị trí trong bộ phận tài chính kế toán, và giúp mình là một cái người chủ doanh nghiệp thì nắm bắt được tất cả những cái báo cáo cần thiết mà để kiểm soát được cái tiền của doanh nghiệp. Thì ngoài ra thì cũng giúp em xây dựng được các hệ thống định mức và khoán, giúp để cho công ty tối ưu được những cái chi phí hoạt động, hay là giúp các hoạt động ở trong công việc là hiệu quả hơn rất là nhiều. Sau khóa học 12 buổi thì em thật sự là hài lòng, cực kỳ hài lòng ạ. Thì trước khi nhận cái công việc mới mà được sếp tin tưởng giao cho ấy, thì em không biết là em phải làm gì, chưa có một cái gì trong đầu cả. Và em thấy là, tức là em nghĩ rằng lúc đấy thời điểm em nghĩ là em phải lên thì những cái người dưới em mới lên được, và em sẽ phát triển bản thân mình. Nhưng mà em chưa biết được là mình nên làm từ đâu. Thì sau khi tham gia khoa học ấy, thì em đã biết được là hệ thống của mình là xây dựng như thế nào, và em phải bắt đầu là em sẽ xây theo như thế nào đấy. Và thầy thì em đã có những bản mô tả vị trí công việc, và nào trước đấy chưa có quy trình nào, thì hiện tại bây giờ em đã có được 9 quy trình cơ bản cho dành cho các bạn ý để có thể làm theo. Và khi học thầy thì không chỉ học về cái tổng quát nữa, mà em còn biết được là từ việc kiểm soát chi phí, là từ những cái vấn đề nhỏ nhất cũng đều cần phải thiết về làm, hay là về các mẫu báo cáo tài chính. Thì không chỉ thầy hay ban cố vấn thì em còn học được các anh chị rất là nhiều. Thì em nghĩ là cái khóa học coaching tài chính này thì em nghĩ là những cái người chủ doanh nghiệp hay là những cái người mà đang giữ cái vị trí kế toán trưởng ở trong từng công ty hay từng doanh nghiệp Việt Nam thì rất là cần học những cái khóa học về tài chính như này, và học càng sớm càng tốt. Tại vì là khi mà học sớm như này thì mình sẽ có những cái góc nhìn tổng quát hơn, hay là có những cái định hướng lớn về sau này. Vài buổi học đầu tiên thôi thì em đã bảo thầy đó là tiết kiệm được tới 10 năm để mà mình làm cái doanh nghiệp,
thực sự là rất cảm ơn khi mà thầy nói ra được những điều như thế, mà không phải chủ doanh nghiệp nào hay là một người lãnh đạo nào người ta có thể chia sẻ một điều gan ruột như thế cho các cái bạn kế toán. Cũng nhân đây xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy. Em muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Tô Nhật ạ. Rất cảm ơn thầy đã cho bọn em rất là nhiều những kiến thức. Em xin cảm ơn thầy và ba cố vấn. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Tô Nhật. Lời cuối cùng thì em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy và toàn bộ ban cố vấn cũng như toàn bộ các anh chị trong lớp học. Cảm xúc bây giờ là em rất là vui vì đã trải qua một chặng đường